Ông thơ viết á, qua cái cổ mất tiêu qua chưa chưa mà đây à, được dạ thôi được rồi, quay bên hông được rồi. Hôm trước có đi lần mà từ Sài Gòn với Cần Thơ đi rồi quay lại thôi, cà mau cũng quay tới quay lui thì chỉ có đi nhiều đó thôi. Về bên Bình Thuận là ăn thanh long đã luôn ha, không mệt nghỉ ha. Còn ra Bình Thuận hả? Vồn, nhưng mà người miền Tây nó là cái dồn, cái vồn hoặc cái dồn. Chú B nào cũng được bây giờ hết. Chú nói con vịt nó thành con dịch, dịch gì?
con vịt, những con vịt nó hỏi cái tên thì tên gì, quạng quạng, rồi thành con vịt, con vịt thành con vịt. Tiên thấy con bò mà được ăn ngoài 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 ruộng vậy đó, thường thường là nó chuột buộc lại ngẫu ha. Thấy có con bò ăn cỏ tự do ha, cũng là lần đầu tiên á. Thường thường là con bò nó cột lại. Trai của sư là giờ bữa xuống hàng sư ngày mai hả? Có xuống không? Xuống lái hàng sư không? Người nhà lấy đi hả? Chứ còn sư lái đi rồi lúc lấy về là một trai lái xuống. Đi cũng đỡ. Phê á, nếu mình trẻ thì không sao, bây giờ lớn tuổi mình. Nhưng dân trong đúng rồi, vì ông sư dễ tìm ha, cứ chạy thẳng ở nhà thờ là gặp, không phải giống như nước Mỹ đó ông nào ở riêng đúng không. Cái gì mỗi lần nhắc hỏi nhà ông sư ở đâu vậy, à, đi lên nhà thờ đi rồi gặp tôi. Tôi ở đó luôn, bởi vì Việt Nam cũng dễ ha, dễ tìm ha, cứ chạy lên nhà thờ là gặp. Nhất là mấy cái đòn rồi nó hơi quá chứ. Cái đó mất tiền lắm mà, mấy cái điện to